Khê là một huyện miền núi phía tây tỉnh Hà Tĩnh, nơi đây có đại doanh của một cuộc khởi nghĩa lớn, quy mô lan rộng cả 4 tỉnh Bắc Trung Kỳ, kéo dài từ năm 1885 đến năm 1896. Cha anh em hưởng ứng thay chí cầm vương khắp nơi trên đất nước, đang cùng nổi dậy chống Pháp, và chúng ta hội tụ ở đây cũng một lòng chống Pháp, nhưng chúng ta cần phải xây dựng lực lượng mạnh mẽ hơn, phải có cơ sở chiến đấu và mục tiêu rõ ràng. Đúng vậy, tôi phải hữu lệnh. Thời gian qua, những quân ta cũng đã tập trận tập kết và chống càn quét, nhưng không hiệu quả. Những quân ta ngày càng suy yếu so với lúc mới thành lập. Nếu như thế này có thể trụ được mà cũng không đến có thể nói đến việc chống Pháp. Hữu lệnh, tôi nghĩ chúng ta cần sự trợ giúp của các nghĩa quân kháng Pháp khác, phải mở rộng hơn ở phạm vi hoạt động. Việc này tôi cũng đã có tính toán tới. Những việc của nghĩa quân tôi giao cho công an xử lý. Tôi sẽ ra Bắc và tới các tỉnh Hải Dương, Sơn Tây, Bắc Ninh để tìm sự giúp và góp thêm quân. Cao Thắng còn lại cùng với Cao Nũ, Cao Đài, Nguyễn Niên tổ chức và xây dựng lực lượng tại Hà Tĩnh. Và hữu lệnh Minh Tâm trước tiên đưa cùng các chỉ huy khác đưa nghĩa quân đến làng Lê để tổ chức lại lực lượng lĩnh quân, xây dựng gồng lĩ, đốt vũ khí khi lực lượng đủ lớn sẽ tập kích giặc để cổ vũ sĩ khí, vừa để nêu cao thanh thế thu hút thêm quân để làm suy yếu quân địch. Rất tốt, tôi hy vọng khi từ ngoài Bắc trở về, nếu quân ta sẽ có bộ mặt khác. Mở hai đường nồi. Đại tá quân ta đã bị mai phục. Ở mấy lần quân ta lục kích, kẻ nào đã làm việc này? Dạ thưa đại tá, đó là quân của Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng. Dạ báo cáo đại tá, Phan Đình Phùng và Cao Thắng chính là hai kẻ chủ mưu đã kêu gọi dân chúng chống lại quân đội của chúng ta. Các anh biết gì về quân chúng? Dạ báo cáo đại tá, bọn chúng có căn cứ tại hai địa phận của huyện Yên Sơn và huyện Khơi, một phần ở Quảng Bình, còn một phần ở Anh Thái. Chúng còn có cả vũ khí, dao mát, súng ngắn và cả đại đao. Phan Đình Phùng là thủ lĩnh của quân chúng hay sao? Dạ đúng rồi đại tá. Trước đây Phan Đình Phùng từng kháng Pháp ở Bắc Kỳ, sau đó bị Trương Kỳ kêu gọi nhân chúng hợp thành lực lượng. Chúng như vào địa thế nó được khiêm trả để tập kích quân ta. Phải giết hết bọn chúng cho ta. Năm 1889, sau khi Phan Đình Phùng trở về Hà Tĩnh và trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, nghĩa quân bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động trên khắp địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh và liên tục mở các cuộc tập kích địch. Các trận đánh ác liệt với kẻ thù khiến cho lực lượng nghĩa quân dần hao mòn. Đây cũng là lúc thực dân Pháp tập trung binh lực để tiêu diệt nghĩa quân. Bảo hộ lệnh, bọn chúng rất mạnh. Mau, hộ lệnh cho nên rút quân bảo toàn lực lượng. Chúng ta dám cầm từ được nên tiếp tục được như thế này không phải là kết. Bảo hộ lệnh, chúng ta bị Nguyễn Thăng bao vây rồi, không phải ra khỏi chỗ này. Bắn cho ta. Đứng lên, đứng lên. Thưa ông, quân Hương Khai các mạnh quân ta đang hoa đổn không á. Tiếp tục đánh, thấp chặt dùng dây, dù một con mũi cũng được phép lọt ra ngoài. Phan thủ lĩnh, ta còn tiến bộ với các anh em, đánh Pháp cũng rồi. Ta sắp đi theo Cao Thắng rồi. Các anh em phải bảo trọng và sống và chiến đấu để trả thù cho chúng ta. Phan thủ lĩnh. Khởi nghĩa Hương Khê đã thất bại do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là nghĩa quân chưa biết liên kết tập hợp lực lượng phát triển thành các phong trào toàn quốc. Đó cũng chính là những hạn chế của thời đại, của toàn bộ phận lãnh đạo trong phong trào cần vương nói chung. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã để lại nhiều bài học và kinh nghiệm sâu sắc, có ý nghĩa lớn lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã được coi là điển hình nhất trong phong trào cần vương, địa bàn hoạt động và quy mô chiến đấu của nghĩa quân lớn trải rộng ở 4 tỉnh thành như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thời gian tồn tại lâu nhất trong phong trào cần vương 10 năm. Khi khởi nghĩa tan rã cũng là lúc phong trào cần vương thất bại. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê với sự tham gia đông đảo của nhân dân và các dân tộc thiểu số, nghĩa quân vận động có sự tổ chức chặt chẽ và quy củ kỷ luật, gồm 15 quân khứ đều do tướng lĩnh tài ba. Trong suốt quá trình hoạt động, cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã lập được rất nhiều chiến công khiến thực dân Pháp bị cảm thấy mạnh mẽ. Nhân được sự ủng hộ của nhân dân,
huy động được những tiềm năng to lớn từ nhân dân. Về mặt quân sự đã sử dụng cùng kiểu trang phục, xây dựng công sự, vũ khí lợi hại, phương thức chiến đấu phù hợp và đánh du kích vào vận động chiến, khi tận dụng tối đa vị trí địa lý và địa hình khu vực. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã sử dụng linh hoạt tính chủ động sáng tạo khi đánh trực diện quân Pháp. Dù là tập kết nhiều nghệ sĩ trong bốn vùng rộng lớn, thế nhưng cuộc khởi nghĩa Hương Khê vẫn chưa liên kết và tập hợp được lực lượng với quy mô lớn trên toàn quốc. Khi khẩu hiệu sự chênh lệch về vũ khí, đạn dược, tương quan lực lượng quá chênh lệch giữa ta và địch. Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương, nêu cao truyền thống đấu tranh kiên cường và bất khuất của dân tộc. Nghĩa quân giành nhiều chiến công và gây cho Pháp tổn thất. Luôn lập kế hoạch trước khi làm mọi việc và cẩn thận xem xét lại, giữ vững tinh thần yêu nước, noi theo tấm gương của Phan Đình Phùng, kiên cường, dũng mãnh, luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng.